Chào anh em ha, hôm nay hàng về nha anh em ơi. Lúc nào Thanh Tâm cũng cung cấp đầy đủ hàng cho anh em ha. Đây mới về anh em ơi, máy trắng nè, mới về thêm 10 cái nữa anh em ha. Thì trong này là máy đen cũng về luôn anh em ha. Tâm cũng mới chấm nút gùi xong anh em ơi, mới chấm nút gùi cho anh em sẵn cho nè. Này là hàng này còn lại 3 cái mà anh Tâm lấy trước anh em, lấy để không kịp giao cho anh em. Đây kẹp mới mua đây, mới lấy máy về, mới mua kẹp về luôn. Quay cho anh em, lúc nào Thanh Tâm cũng cung cấp đầy đủ hàng với anh em ha. Để anh em có cần thì alo với anh Tâm là có hàng này anh em ha. Giờ anh Tâm video găm ra lứ anh em ơi. Chào toàn thể anh em bẻ chim đêm ha. Thì hôm nay quay lại với anh Tâm ha. Trong video trước thì Thanh Tâm có chia sẻ với anh em là cách làm lứ, nhưng nhiều anh em mới vào nghề hỏi cho kỹ càng hơn ha. Hôm nay thì anh Tâm sẽ chia sẻ lại anh em ha. Đây là lo quắt anh em ha. Nhiều anh em không có, mới vào nghề chưa biết cái lo quắt là cái lo nào, để quánh lo nào cho nó chuẩn anh em ha. Đây là cái lo quắt nó, anh em lựa đúng cái nhãn hiệu này anh em ha. Trên Lazada nó bán khoảng 100-120 cái thôi anh em ha. Còn anh em nào ở ngoài chợ thì anh em ra ngoài chợ anh em mua chắc khoảng từng 150 thôi. Thì ở đây là nó để từ 5 đến 10 watt. Còn cái này là lo nén anh em ha. Còn hiện tại thì ở trên thị trường là nó bán 8 đến 10 watt anh em. Thì nó cũng giống vậy anh em ha. Thì anh em cứ lên mạng đặt anh em ha. Thanh Tâm thì không có bán lo. Còn lo cúng núm thì nó có hai loại, lo Việt Nam và lo Indo. Anh em cấy lên xà lên mạng là anh em biết liền ha. Hôm nay thì anh Tâm cũng mới phát bờ rồi anh em ơi, lứ mới luôn anh em ha. Còn bữa trước lứ cũ gách nát hết trơn anh em ơi, lứ này mới làm luôn, cũng 7,5 nè. Thanh Tâm video trước Thanh Tâm có nói với anh em rồi đó, thì anh Tâm bắt 1 mét mà trời này quay lên không thấy anh em ơi. Không à, quá trời chuyển mưa rồi anh em ơi. Hôm qua đi ra mưa tầm mưa tả gì mà cũng có công anh em ơi, cũng đỡ. Không biết đêm nay như thế nào đây. Tình hình thì hôm nay Thanh Tâm cũng vẫn quánh vào mọi khi thôi. Thì vô bước tháng 6 này Thanh Tâm quánh là quắt nè. Chút xíu Thanh Tâm sẽ mở cà cuốc thử, có gì không có thì tối Thanh Tâm đổi lo chích cầu anh em ha. Còn bên này thì Thanh Tâm quánh cho hai cái máy chích anh em ha. Hai máy chích là hai lô nén chép 5W anh em ha. Hai lô chép 5W. Thì thường thường chép 5W như thế nào thì nhiều anh em không có biết chép 5W như thế nào. Thì hôm nay Thanh Tâm sẽ mở cái mọc ra để chia sẻ với anh em. Nhiều anh em mới vào nghề á, không biết lo chép là lo nào anh em ha. Đây là chép anh em ha. Của nó có cái cùi ra nha anh em, không phải giống vậy nha. Cái này về Thanh Tâm bẻ vỏ rồi anh Tâm chấm dây điện ra, anh Tâm quấn vậy cho nó gọn anh em ha, nó không có dễ bị gãy anh em ha. Còn đây Thanh Tâm xôi một cái lỗ này để cho nó chảy nước anh em ha. Ví dụ như cái lò của mình để gì nè, bị hứng nước mưa anh em, bị hứng nước mưa mà ít á thì nó có thể chảy xuống cái lỗ này. Thì ở trong là anh em nhìn kỹ ha, anh em lựa đúng mũi chép mũi tên nhọn mới đúng anh em ha. Này bể mỏ luôn nè, anh Tâm làm gớt bể luôn, chép mũi tên nhọn anh em ha. Gọi này là thường thường chép 5W mà chép này là chép Việt Nam anh em ha, chép Việt Nam chứ không phải là anh em mua của Trung Quốc là nó khác anh em ha. Trung Quốc là ở trong nó không có cái mũi tên nhọn anh em ha. Còn chép Việt Nam mình nó có mũi tên nhọn nè anh em thấy không đó. Để Thanh Tâm sẽ dặn ra cho anh em xem ha. Đây khi anh em mua là chép là phải giống vậy anh em ha, mũi tên nhọn giống vậy anh em ha. Còn cái này cái phễu thì khi anh em mua, anh em nhận hàng về thì cái phễu với cái này nó để riêng chứ không có để chung anh em ha. Thì đây là chép mũi tên nhọn để dành đến chích anh em ha. Còn cái loại của Trung Quốc là không có mũi tên nhọn, nó bằng luôn anh em ha.
là quánh theo như Thanh Tâm nghĩ là cái chép đó quánh không không hay bằng cái chép Việt Nam này nè ha. Nếu nói về con chích á, không có đạt bằng, có nghĩa là nó không đâm được nhiều quá nè. Thanh Tâm thấy cái chép này là tiến chỉnh nhất, làm gì cái phiểu này là nó hãm được cái thanh dày lắm anh. Cái này cục này thấy gì chứ dày lắm. Cái kỹ thuật của người ta làm mà mình cũng không biết cái này là cái gì anh em ha. Thì cứ gọi là chép mũi tên nhọn đi cho nó dễ. Đó. Nhiều anh em thì gọi là chép chép lựu đạn. Đó. Cái này gọi là chép mũi tên nhọn đi cho nó dễ. Đó. Thanh Tâm cắt ra, cắt cái đầu này ra, Thanh Tâm sẽ chấm cái món hàng lên trên cái dĩ mạch đó nè. Cái Thanh Tâm quấn băng keo lại cho nó gọn. Khi mình di chuyển nó không bị gãy ngang đây. Rồi, để ra điện thoại Thanh Tâm sẽ làm lại anh em ơi. Thì chồi nè. Chồi Thanh Tâm dở cái chồi cũ ra. Cái nền cũ ở đây. Lứ nó hơi dài, Thanh Tâm về lại đẳng anh em ha. Chồi cũ luôn, chưa có gom nữa. Đem về làm củi luôn anh em ơi. Bị một chừng như chừng bởi vì gió nó dở luôn. Thì ở đây cái lò nè nè ha. Hiện tại thì ba cái cây của người ta trồng cũng hơi lớn rồi nè. À, mới ba lớn là có trái rồi nè. Nó lùng lùng vậy nè. Ba cái cà trái dài á nè. Cà tím á. Mới có ba lớn thôi là có trái rồi nè. Trái non rồi. Bên này Thanh Tâm lúa bên mới một tháng mấy rồi nè ha. Lúa được tháng hết rồi nè ha, tháng mấy hết rồi. Bà con ta cũng có đang dặm đó nè mày. Như miếng của này cũng đang dặm anh em ha, dặm chưa xong. Thì cũng như thường bữa thì Thanh Tâm cũng quánh như cũ rồi nè mày. Không biết đêm nay như thế nào thôi. Nó cũng dẫn ba trắng một đen luôn anh em ha. Hai chích đó, hai máy chích, một máy quắt với một máy quánh cúm núm, nó đem theo hồ mở cà cuốc đó nè. Mở cà cuốc thử cái không có thì phi bỏ chích cồ vô quánh luôn anh em ơi. Tại vì ở nhà Thanh Tâm chỉ còn cái máy mới để dành bán với anh em thôi, chứ đem máy này còn xài được, đem máy mới ra thì nó phí anh em. Nào có bị lỗi bị hư gì mới đem ra cái máy mới, chứ còn giờ này quánh máy cũ còn quánh anh em ơi. Chỉ bẩm được bị hư một cái nên Tâm quánh một cái máy mới anh em ha, còn hai cái máy cũ đó, đồ đạc thì còn yên nguyên trong vỏ trong ngáy luôn nè đó, chưa làm gì hết trơn anh em ơi. Mà thời tiết thì bữa nay nó xấu à, quay toàn cảnh cho anh em xem. Đây là hướng mặt trời mọc anh em ha. Hướng mặt trời mọc đen hì luôn. Ở trong vậy chứ ở ngoài đen hì anh em ơi. Còn đây hướng gió nam mới đen thiệt nè. Nó kéo mây đó. Đây là hướng mặt trời lặn nè anh em. Đây là hướng nam anh em ha. Hướng nam bên chân bên đó thổi về anh em ha. Thổi về thì lưới của anh Tâm nó sẽ xui anh em ha. Anh em nhìn không thấy túi ở đâu hết trơn đúng không? Thì anh em chìm ở đâm xuống là kéo 5-6 tắc anh em ha. Không phải ít rồi anh em ha. Cái thẳng vậy đó chứ mà đâm cái là kéo tại năm dân lưới xui nó lùa vậy một cái đó nè. Chứ không phải lưới ngang của anh em nó bọc thẳng tùng ra anh em ha. Rồi giờ thì Thanh Tâm sẽ up video, hẹn gặp anh em lại tối đêm nay anh em ơi. Anh em nào thấy video có hay hoặc là có cần gì đó thì anh em sẽ bình luận ở dưới cho Thanh Tâm ha, để Thanh Tâm biết rồi để chia sẻ cho anh em thêm ha anh em ha. Còn anh em nào có mua máy ủng hộ Thanh Tâm thì Thanh Tâm sẽ để số điện thoại trên màn hình anh em ha. Anh em nào có mua máy thì cứ điện thoại trực tiếp lên cái số điện thoại Thanh Tâm để trên màn hình. Số điện thoại đó cũng là cái Zalo của Thanh Tâm luôn anh em ha. Nếu anh em nào có như cần nhắn tin mua máy hay là cần xin tiếng gì đó thì Thanh Tâm sẵn lòng hỗ trợ với anh em ha.
Giờ anh Tâm sẽ nói lời chào anh em ha. Hẹn gặp anh em là tối đêm nay anh em ơi. Sáng rồi anh em ơi, bữa nay đổi gió bắt lại sương gì ướt nhẹp hết trơn anh em ơi. Đổi gió bắt lại hiu. Thông báo kết quả với anh em bữa nay luôn. Bữa nay thất thu hơn qua anh em ơi. Ba con chích, con quắt một, với con cà cuốt, với con gò lép anh em ơi. Cũng có ngày công anh em ơi, cũng tạm ổn. Thời tiết bữa nay quá thì sương mù luôn. Thời tiết hôm qua chỉ mưa quá trời mà không mưa anh em. Bữa nay đổi gió lại mà vị cũng ngon rồi đó anh em ơi, cũng tạm ổn. Sáng giờ cũng le lử luôn, không có thấy con nào lên hết trơn anh em ơi. Dễ đâm thẳng không thì Thanh Tâm cũng quánh như bữa trước thôi anh em ơi, tổng cộng cũng 4 máy thôi mà cầu bữa nay cũng không đi luôn anh em ơi. Bên Tâm đồng ruộng không à, cầu yếu lắm, lâu lâu để nó di cư ngang rồi sao chứ giờ mà bữa nay nó không đi anh em ơi. Ở vùng khác anh em ta quánh đồng ruộng có, anh Tâm đồng ruộng này quánh không thấy anh em ơi. Mọi việc cũng tạm ổn rồi, anh Tâm up video tại đây ha. Hẹn gặp anh em ở clip sau ha. Chào anh em ha.